Kính thưa quý vị đại biểu, em xin tự giới thiệu, em tên là Lò Thị Thu Anh, hiện đang học lớp 8A, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh, huyện Quỳnh Nhai. Sau đây em xin trình bày dự án TUN, hỗ trợ tổng hợp kết quả quét mã QR của học sinh trên phần mềm PC COVID. Giờ đây khi nghe nhắc đến COVID-19, chắc hẳn sẽ không còn ai cảm thấy xa lạ gì. COVID-19 hay còn gọi là bệnh virus corona, được phát hiện vào 2019 là một bệnh do virus có tên là SARS-CoV-2 gây ra, được phát hiện vào tháng 12 năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, rất dễ lây lan và đã nhanh chóng lan ra khắp thế giới. Việt Nam chúng ta cũng nằm trong số đó. Kể từ đầu dịch đến ngày 20 tháng 9 năm 2021, Việt Nam có 695.744 ca nhiễm, đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.070 ca nhiễm. Hiện nay thì cả nước gần như là không có tỉnh nào là không có ca nhiễm dương tính với COVID-19 và chính Sơn La của chúng ta cũng nằm trong số đó. Tính đến ngày 23 tháng 1 năm 2022, chúng ta đã có tới 2.976 ca mắc, 82 ca mắc trong ngày. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC COVID do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng và phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Về cơ bản, PC COVID có các tính năng chính gồm cấp, quản lý mã QR, cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm, v.v. Trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh cũng đã nghiêm túc thực hiện. Trường đã tiến hành tạo 1 mã QR địa điểm của trường, 20 mã QR địa điểm của 20 lớp, 46 mã QR cá nhân cho giáo viên, cán bộ công nhân viên và 505 mã QR cho các học sinh trong toàn trường. Khai báo y tế đầy đủ trước khi vào trường đối với giáo viên và trước khi vào lớp đối với học sinh. Và hàng tuần, trường sẽ tổng hợp báo cáo về tình hình quét mã QR của các học sinh trong các lớp về huyện. Công việc tổng hợp báo cáo được thực hiện như sau. Bước 1. Truy cập trang web https://qr.com/qr.covid.vn thực hiện đăng nhập bằng tài khoản của nhà trường. Bước 2. Vào phần lịch sử quét mã QR, thực hiện tải hai file lịch sử quét mã QR. Bước 3. Tạo một file Excel phụ có tên phụ lục báo cáo hàng tuần trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh để thực hiện tổng một số lượt quét của hai file 1 và 2. Bước 4. Tính số lượt quét trong tuần. Bước 5. Mở file Excel TUN tổng hợp kết quả QR COVID, thực hiện copy tổng số lượt quét mã trong tuần từ file phụ tổng hợp lượt quét trong tuần, paste theo dạng số vào cột trong tuần. Bước 6. Thực hiện tính lũy kế. Bước 7. Ẩn cột ID, lưu lại và gửi báo cáo lên các trang thông qua Zalo. Việc tổng hợp báo cáo này thì tốn rất nhiều thời gian, số liệu được tính toán bằng phương pháp thủ công nên độ chính xác không cao. Từ tình hình dịch bệnh COVID-19, trên thực tế cho thấy việc tổng hợp báo cáo tình hình quét mã QR để có thể kiểm soát được việc tạo ra của các học sinh của các lớp trong trường là hết sức cần thiết, để cho công việc đó được tiến hành nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. Với sự hướng dẫn của cô Phạm Hồng Ngọc, chúng em mạnh dạn đề xuất và thiết kế ra TUN hỗ trợ tổng hợp kết quả quét mã QR khai báo y tế từ phần mềm PC COVID. Rất mong rằng dự án này sẽ góp một phần sức lực nhỏ bé của chúng em để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Dự án được chúng em nghiên cứu và sử dụng chính đó là ngôn ngữ lập trình VBA. Đây là một ngôn ngữ lập trình do Microsoft tạo ra để giúp bạn ghi macro. Macro là một công cụ cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và thêm chức năng vào biểu mẫu, báo cáo và điều khiển Microsoft trong Excel. Để thực hiện dự án này, đầu tiên chúng em cùng nhau nghiên cứu và xây dựng thuật toán. Sau khi đã xây dựng được thuật toán, chúng em tiến hành viết code theo ngôn ngữ lập trình VBA và chèn vào Excel. Sản phẩm này đã được kiểm chứng và sử dụng rất hiệu quả tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh, huyện Quỳnh Nhai. Trước đây, công việc báo cáo phải thực hiện qua 7 bước, thì sử dụng TUN này chỉ cần phải thực hiện qua 5 bước. Các công việc tính toán trước đây, thực hiện thủ công ở các bước 3, 4, 5, thực hiện thay thế bằng một bước sử dụng TUN, hỗ trợ tổng hợp kết quả quét mã QR, khai báo y tế từ phần mềm PC COVID. Qua quá trình sử dụng, TUN chạy ổn định, tính toán một cách nhanh chóng, chính xác về số lượng quét mã QR của học sinh trên phần mềm trong các lớp.
tiết kiệm được thời gian trong việc tổng hợp báo cáo, số liệu được tự động tính ra có độ chính xác tuyệt đối. Dự án Tool hỗ trợ tổng hợp kết quả quét mã QR, khai báo y tế từ phần mềm PC COVID đã tạo ra được một sản phẩm công nghệ tự động giúp công việc tổng hợp báo cáo hàng tuần về tình hình quét mã QR của các học sinh trong các lớp được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Chúng em mong được sự góp ý chân thành từ thầy cô giáo, bạn bè để dự án ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ. Em xin chân thành cảm ơn.